con, bà, cô, chú, anh chị và các bạn đã xem kênh Gian Giả Đồng Quê. Xin chào. Bà Út ơi, hôm nay thì Diền cùng với bà Út với Bảy Đẹp để đi đào khoai mì nha ông bà cô chú, để về mừng bánh khoai mì chuối. Tại vì hôm bữa đó là có đốn cái buồng chuối của bà Tám đó, hôm nay thì nó cũng đã chín rồi. Bữa nay mình xuống đào khoai mì để mà mừng bánh khoai mì chuối. Nay là tới độ mùi rồi. Tới độ rồi. Tới độ rồi. Trời ơi, cũ quá chừng luôn nè. Thôi mình chặt cái cây bớt cái đi. Đừng chặt cái này không, nha. Không. Để cái này đang mình bệnh. Được, bệnh bình thường mà bà Út, mình chặt cho nó nhẹ thôi. Bữa nó bảy làm nó sát gốc quá. Vậy hả? Bởi vì sát gốc quá cái hơi bị bậy rồi phải không? Gì nè, lát nữa mình cầm cho nó nhẹ. Cái gốc này chắc bị hư. Nó ăn nè. Rồi đó cút lên được rồi đó. Được chưa? Được cái Út. 1, 2, 3, 3, nắm nhỏ luôn nha. Được chưa bố? Nắm lên. Chổng không còn nhỏ luôn nha. Lắc qua lắc lại bạn. Ôi, bảy đừng bảy. Đó, rồi tới cô đó. Để không biết, trời ơi. Rồi, đẹp ghê. Đẹp ghê luôn nè. Trời ơi, khoai mì nó ngon lên chọn lỏng luôn. Cái này là cũng nhẹ chào đạo ghê luôn á. Nha, củ nào cũng nấy ngon dễ sợ. Ơi mấy cái này nấu ngon lắm nè bố. Bây giờ thì mình đào đi, mình đào hết đi rồi. Đây đào cái giò của ha. Đây nè, bảy. Đó. Liền chặt lên bảy. Đào theo luôn đi bảy ơi. Tại vì cái này là của ông chủ. Ông chủ của Út với Bảy Đẹp mà. Bây giờ là Diền xuống là Diền mua. Cũng như là nhiêu ký, cân nhiêu ký thì mình tính nhiêu ký. Chuyện đi suốt hà, chừng nào thấy thì mình gửi tiền cho nấy. Wow. Có 7 thì là 7 không biết đào mới chặt đây nè. Rồi bị hư rồi. Đó thấy không? Bị hư rồi. Ơi nhưng mà vẫn còn được bảy ơi. Không, mình nhổ cái nào hư. Ôi xa xa ra để gãy củ uổng. Không thấy. Nãy giờ làm hai củ. Bởi vì 7 này á nghe. Thử rồi. Nè, 1, 2, 3, rồi, gãy ngang rồi, không được rồi. Lên mấy rồi. Không, bụng lên đó, bụng lại ba. Móc. Đó. Hết rồi. Không đẹp bằng nãy ha. Củ này xấu xí đấy, quá, bị nào mình nấy, mình bị mối ăn. Cái đó nhỏ quá. Này nè. Cái này nè. Không, mình... Ủa, sức cây luôn rồi. Mình đào mấy cái mà đừng có mối ăn á. Trời ơi, bụi nó đựng cho vô nghe. Chặt gì? Cái củ nó đâu nè, bà đào đúng ngoài nè. Vậy này một cái nữa. Dạ. Đó, bảy ơi, bảy. Tròn ơi, bảy ơi. Nghe rụp là thấy là Mạnh dạn quá. Xích ra ngoài. Cũng lâu lắm rồi, không có ăn bánh khoai mì chuối. Thấy cũng thèm. Nếu mà được nhiều thì Diền sẽ mần thêm một mớ để mà bán cho bà con ăn. Cái này là nhiều lắm chứ không ít nha. Kệ. Khoai mì này đâu có ế. Đâu có ế. Nhổ. Ăn bên. Đó. Gậu gãy củ lại rồi. Gãy quá là mạnh nè, tao nhẹ quá. Từ từ em coi. Gãy đuôi của tao trơn rồi đó. Đó. Gãy đuôi tao trơn rồi nè. Nó bị gãy đuôi hết đó coi. Sàn quá, sàn lỡ chứ trơn có bảy nghịch mạnh quá. Ơi, cái này hả? Mà gặp về ông bảy một cái hay lắc qua lắc lại giục ông bảy một cái bình. Ơi vậy. Bảy. Ấy da. Bà bảy này quá bạo lực. Chị ó bữa nay là đi mần cỏ rồi cho nên là chưa không có mặt chị ó. Bữa nay không biết mần rồi không nữa ạ. À.
chiều mới biết kết quả. Chiều mới có sổ số phải không? Có hai người đó làm không biết. Nè nghe, củ ta nhóc nữa nghe nghe, đừng có thím gạch nhẹ qua lại để nó đứt cái đuôi ổn cái lắm. Ừ. Đuôi nó ngon. Thôi mày ta nhỡ đuôi. Bởi vậy làm cho cục đuôi hết. Chưa gì hết làm ạch 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 ạch. Chưa dễ đào ác không? Nhỏ. Len đó là của cô Diện đem lại hả? Ừ. Dạ. Ở đó lâu lần nó có cái tiêu này gì đó. Mà lâu lâu đi mất tiêu. Mấy cái nhỏ lâu. Đất này cũng xốp ha bảy. Ừ. Dễ đào nè. À, này là nó đất ở dưới sông đem lên không đó. Ừ. À, này mà trồng cọ thì mà gãy đồ im lắm nè. Đúng rồi. Đất dưới sông đem lên đất mới không đó. Hồi lúc mình mới mặn là có thuốc ở trong cái nhà đó. Ừ, con lắc như y gan viền vậy đó. Thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa. Thấy người ta chưa? Nè, nè, mình ôm người ta luôn nè, một tay luôn nè. Quá mờ. Thấy chưa? Mờ quá mờ. Thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa. Thấy chưa, thấy chưa. Thấy chưa, thấy chưa. Đẹp không? Thấy không, ta có gãy đứt đâu. Ôi, cái này bị hư nhiều lắm luôn á bộ. Bị mối ăn nè. Bị chặt cái nào quá, mình không có tứ đó. Cái này là phải đào hết đi để không thôi nó bị hư uổng lắm á. Ổng không tứ. Đây, đào nãy giờ được một đống luôn rồi nè. Có chút xíu à. Đất này nhờ nó xốp, dễ đào. Vậy vậy sẽ chặt ra mình cũ. Ngày mai mình mới sử dụng cho nên mình chặt sát vô cây chút xíu nha, để không thôi là nó bị hư á. Khoai mì nó cũng dễ hư dữ lắm. Rất là nhiều luôn. Mấy củ nhỏ này nấu ngon, còn mấy củ bự này thì chà. Sớm giờ được một đống khoai mì luôn. Giờ bỏ vô bao mang về, ngày mai mới mặn bánh được. Giờ này cũng trễ lắm rồi. Nè, củ người ta đẹp gì nè. Mà làm cho xấu xí à. Không, về mình lột mình rửa lại là nó rất là đẹp. Không, khoai mì này nhổ luôn sạch do luôn bảy. Đúng rồi. Không có miếng gì gọi là đất hết nha. À, đất nó có hơi cát nhiều quá. Ừ. Nó sẽ sạch cái củ khoai mì. Sạch bon luôn. Mấy củ này chứ ha, nấu ăn một cái là nhất. Nhất nhớ. Hai cái nắp. Cái mấy này nè, ngon nè. Mấy cái đó thì mình nấu, mấy củ bự thì mình bào, mình mần bánh. Trời ơi, khoai mì này làm ra được nhiều món lắm á cả nhà. Được 2 ký hay mấy ký? Tầm khoai mì, tầm khoai mì, chè khoai mì. Nói chứ mình đi bán là mình lấy vốn đồ lại chứ. Rồi bánh chuối khoai mì. Này định được nhiều món. Chủ yếu là mình bán đi, mình lấy vốn lại còn như mình ăn. Mình nấu nhúng nước dừa tư của mình rất là ngon. Dừa khô. Đừng nói giống Yến hả, cái gì cũng bán. Mình phải đem bán, mình lấy vốn lại. Bán. Bán nhưng mình không có ăn. Ừ. Vốn lại chứ bộ. Hai chị, thảy vô lỗ em bành ra nè. Hai chị đừng có thảy ra ngoài nhé. Củ này nó ngon ngon không à? Ngon ngon không? Ngon 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 ngon. Rồi về cả nhà ơi. Mấy này bẻ mấy trái dừa quá ổng. Ngày ấy gì ha? Ừ, ngày ấy gì đó. Ngày ấy. Ngày ấy gì đó. Ừ, mấy cái chốt chốt ngon lắm. Rồi. Rồi, về cả nhà ơi. Cuối cùng mình đã thu hoạch được một bao. Một bao luôn. Về nhà bãi đẹp căng ký. Mình sẽ căng cả nhà. Rồi mình mới nói chuyện được với anh chủ. Cái này là phải trả anh chủ 5.000 ký à? Phải không? Tại vì đào mệt muốn chết cái luôn. Cái công mình nữa. Chứ sao? 5.000 ký chứ nhiều. Kêu anh bo bồi dưỡng sao? Bởi vậy. Tặng đứa cũng phải mì hay sao? Chứ. Rồi thì khoai mì ngày chiều hôm qua Diền cùng với bảy đẹp bà Út đi đào về, hôm nay là trà nha. Để qua mình không có làm. Hôm qua có chồng ơi, chồng nữa. Chồng nữa. Có sao đâu. Thì cái quậy chuối thì mua của bà Tám bữa nay nó cũng đã chín hết trơn rồi nè. Cho nên là Diền sẽ mần bánh khoai mì chuối nha. Cho cả nhà thưởng thức. Thì hôm qua ai không làm thì nay làm ha bảy. Hôm qua không làm, nay ăn mới ngon. Ăn mới ngon. Làm nãy giờ tay gừng bụng rủng hết trơn. Tay kia giờ mới tay này. Khoai mì thì mình lột ra xong rồi bắt đầu chà. Chà nhuyễn. Mình nên mình đó. Chuối thì gì sẽ lột ra cái nào cái mỏ nó dài cái. Tới cái hào luôn.
Thiệt chứ cái nhóm này đi tới đâu là nhoi trời tới đó hết trơn á. Không lúc nào mà yên ổn hết trơn á. Móc người bào mà nó nên cái nào nó mỏi dài. Cho anh phải đẹp đó. Không có nó làm sao mỏ tụt vô. Ờ mình giả mới bằng lại phải không? Bây giờ nó nhọn quá rồi bằng lại. Nó làm sao tụt vô chứ bà không có chịu chứ bà không dài ra được. Ủa bà Út đâu rồi? Út bà đi xin lá dứa. Kêu là nó dứa cho đẹp mày đi xin lá dứa. Trời ơi bà Út tôi là hoa què dữ lắm. Phải có màu mè mới chịu. Chắc vậy. Thôi mày xin. Ơi, chị Ó ơi, bây giờ đó là chị giái cho chuối nó dư đi. Lận mà em sẽ chiên cho chị ăn. Để nó thiếu là chị không có chứ chiên. Có dư thiệt rồi dư. Nói hoài mà giới thiệu hoài mà. Bởi vậy ăn chưa được ăn. Chưa được ăn. Không còn chống ho là hết rồi. Út em có hai ngải à? Bữa nay bà tâm trạng được vui nha. Bữa nay bà ba vui. Bà tối lộ bộ lên đó. Bà bộ lên đó. Bộ chơi. Xe đạp đi. Ngàn không chết xe đạp đi. Cũ bà đi lên trên trên này nè, gồng chính về thôi. Ô kìa đơn ca kìa. Có mấy xe, của ông ai dẹp có xe. Trời ơi bà Út kìa, xay nước ra luôn. Thấy chưa cả nhà. Trời ơi, tôi quay nè. Ờ, cảm ơn bà Út. Trời ơi, không ngon là không lấy tiền. Nó đắt gửi cho cái bà là dứa nạn cặp nha. Đó, bà nó đi xin lá, bà nó xin nước chứ, mà không có lấy lá. Thấy không? Chờ quay luôn á. Nấu cái nồi cơm là phải có vài cọng lá dứa vô đó. Cho nó thơm. Con lợn. Ở trên này nghèo lắm, không có thao. Mình sử dụng nồi không à. Út bà chèn cái khăn lên bà dắt Út. Rồi nè, rồi trả thao nè. Nè bà mẹ để vô đây nè mẹ. Đưa thằng làm đi bà trời dắt. Ơi đó tôi dắt. Nè. Không em ở đời được không? Đây bà ba ơi. Này là mình phải dắt cho nó khô nữa. Tại chị không thương em thôi. Ra ngoài rồi mẹ cửa. Đó. Nó đưa nó. Dòm lên thao đi cái đựng nước, cái đựng cái rồi. Thì người ta thương người ta đưa cho người mà không chịu. Còn mấy cái? Con cái một hả? Ừ. Rồi mình anh nè hai người hai đầu. Bà ba dắt đi bà. Dắt bỏ thao đó đi. Đưa cái thao này người ta đựng cái coi. Dắt này bà ba là dành dùng gọn, sức lực gói. Mới đưa bà thao bọng đồ thím ba dành hết. Rồi dắt đi bà ba dắt đi. Bà mày sao mà mẻ thao người ta trơn nhỉ? Nói chứ có trời, cái chổng này cũng im chứ. Mẹ đâu có mẻ đâu. Mẻ thao này là mệt à. Cha có đóng cái gốc đó lại chưa mẹ? Đóng rồi mới ngồi yên nè chứ. Để bà ba mới làm gãy cái gập nữa. Lên là lửa ngồi ghê đó là sập rồi khỏi cần tới tôi á. Mình lên luôn hả? Ai đâu trời, bà ngồi tuốt bển kêu chi ai. Ta tính lết qua nè, rồi bà tính mình lên nè. Thôi nên làm đi, ngồi chơi đi. Ngồi chơi nói chuyện ngồi kể chuyện cho tôi nghe đi. Được không bảy cái đó vào được không bảy? Không, nãy giờ bà không được. Bà không bà được gì chơi. À bà không được chơi mà nói nãy giờ dành nguyên cái thao đó bà ơn đó bà. Nghĩ sao? Bà cuối cùng mình là dành. Nãy giờ đây nè, nó chứ mần bánh mà được đông đông gì á, mần nó mới vui, ăn nó mới ngon. Đó. Nó thao thao gì không cởi. Em ra số nào ra số nấy nó đẹp không? Bóp lại cũng vậy à. Ghê ghê. Đây nè. Ghê không? Nó trắng kẹo y gan như thằng bà vậy. Ê, sao mày chậm lại, chậm lại vậy? Ê, phải mì nó trắng nha, không phải phải mì đen đâu. Nó đẹp y gan như người bào vậy. Gớm. Nó đẹp hơn thì đồng ý chứ đừng nói trắng hơn. Trắng hơn quay cái là... cục ngủ mà làm hai người nè làm à lộc nữa thôi tiếp này nhiêu nó cũng ngủ hai người tại bà đó mới dành kìa chứ nên tôi làm mà tôi vừa ca giọng cổ mà vừa làm được rồi ca bà đó ca cổ ca làm bà bánh bông lan nhị vàng cánh trắng này là bánh phải mì thôi mình đổi lại đi bánh phải mì thương gì bánh phải mì hả thương chi thằng bào cái tay chân gì nó chuỗi mất cái luôn cả luôn đó xong trắng trắng mình để xanh vô vậy là sắp sửa là xong rồi đấy nghe chưa xong thấy dắt là gọi rồi đó bà con ơi nó tự nhiên nấu dứt cái đá gì đó
Chú lấy xin dễ vú. Dễ vú lắm mà 4 5 ngày rồi mới chín nè. 4 5 ngày phải rồi, chú nãy chưa về. 4 5 đêm luôn á. Nó cũng ngọt. Ừ. Chú chưa về không? Chứ mà vú cái đá là chú màu này là hồi chát nè. Ừ, không ngọt. Mới ăn thử. Không, nhầm dưới chú không lên màu nha. Chú non chú ép chắc ngầm. Chơi thơ rồi vợ khóc hồng nửa đêm. Bà bảo chú là không lên màu vàng. Này vui, bữa nay vui. Không, bữa nay có tâm cái đó chắc cầm mềm. Này bà bà thấy không cầm mềm. Rồi vợ hồi rồi khóc hồng nửa đêm đó. Vợ đâu mà cứ nửa đêm cho mày. Nội ngồi cười với bà muốn chết trong người luôn. Đó bà chín về được rồi. Đây cái phần chuối lột xong rồi mẹ Diền đó ha. Đó chín rồi, tôi cỡ hai rồi nè bà cô chú ơi. Thì nó bây giờ gì sẽ ướp nó nha. Để cho nó thấm như nó đỏ trái chuối nữa. Nó xì về nó chơi sắc. Hôm nay là mình ướp đường thốt lốt nha. 7 thì đâm miếng muối lần mà ướp vô cho nó mau thấm, nó mau tan. Đâm nó rồi thì đâm cái này nữa. Đâm muối thêm nó ớt này nữa. Ôi da. Không có bọt phải đâm. Ôi cái cục đường này mà có cơm nguội ăn đã lắm nè. Hồi nào giờ nói ăn cơm nguội với đường mà ta ơi, nào giờ không ăn nha, không khoái. Ăn cơm nguội với đường ngon lắm á. Cặp đường ngon. Nhất là hồi đó là ăn với cục đường sắt á. Cục đường tròn tròn đó. Ba cái mồi hai cái muỗng cái giá. Cơm nguội muối ngon. Để lấy gì nhiều ra mình xài không hết, mắc bưng vô. Cơm nguội ăn với khô mới ngon. Rồi tập thể dục cho ấm bớt. Cho thư giãn. Đó. Mình ướp đường thốt lốt xong thì mình cũng phải ướp thêm đường cát nha và của chú. Nó cho có độ ngọt. Mình làm cho nó đỏ chuối thôi, mình chịu khó ướp đường nhiều tí xíu, đừng hà tiện. Rồi bẻ cho xíu muối vô đi bẻ hơi. Sóc. Ít lại cái muối đi. Thôi. Đâu rồi, ai lấy cái muỗng mắt rồi. Cho cái giá luôn. Tròn 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 tròn. Rồi ok. Xin ba không có xin không? Mấy hồi ta bắt rốt từ đứa hết. Xin đắt đai. Không, cái này phải sử dụng bao tay nó mới ra đường chảy. Ngon, xài nó ăn ngon. Ngon. Chậm đều lên. Đâu? Thêm đi bà ơi. Da nhiều lắm. Đâu hết á. Thêm nữa đi. Có ba nãy giờ chưa xong đó hả? Vừa kìa, chút cái con trộn vô ngâm. Chút nữa. Con chuối nha. Nè. Dạ. Có vừa nè, có vừa để vừa nhớ trộn vô. Dạ. Miếng chuối miếng, dạ. Rồi miếng vô nha. Dạ. Còn hai cục nó mới xong. Dắt cho nổi chuột lên. Dắt rồi một phao nước vậy đó. Nổi chuột lên. Nổi chuột quá đây về. Đâu để hồi mấy lời mấy đứng rồi lấy cái của tôi nữa đó. Rồi chút xíu nữa là mình đi bắt nước lên là vừa nha. Gập gập nha. Gập 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 liền. Gói cái này à. Gói mà nó bắt nước lên đi rồi là sang cái nồi đi. Rồi bắt đầu bắt nước lên đó. Ừ. Nhỏ cái màu ướp được nhiêu là mình hay thấp nhiêu đó. Không đẹp là không lấy tiền nha. Ăn sớm sớm đi đặng mà còn cơm nữa. À, giống bữa đó cha gì đó à, mặn ăn bánh tay yến gì hay gì phải không? Ăn cái bánh gì không biết, đi về nhà nó. Mẹ hỏi ăn cơm chưa? Ủa tao chưa ăn cơm hả? Mới ra ăn bánh mì. Bánh mì hả? Bánh mì béo quá, quên ăn cơm. Về hỏi ủa tao chưa ăn cơm hả? Đó là hai người tự biên tự diễn rồi, anh Tư ảnh là nạn nhân. Có mới thắng cái ngon ha. Nó ngon tròn ngon. Đã không kịp anh luôn gì mà. Không lỡ rồi. Không, tại con nghe nói là cha nói ồ ngon ngon ngon. Rồi thôi mình im thinh luôn chứ sao vợ. Nó dồn xuống cái đít á. Rồi như vậy là xong rồi đó. Chị sẽ để đây cho nó nghỉ khoảng 5-10 phút đi. Đợi thêm ba làm cái phần da cái nữa là mình gói. Chén cơm bộ dĩa giờ chưa ăn. Thêm ba đã dắt xong rồi. Giờ thêm ba lóng cái phần bột đó. Mình lấy cái phần bột. Cái này ha cậu 2 tiếng nữa. Nó mới nóng nhiều. Này là được 100 gram bột rồi. Cái này là bột mì nè nha. Bột mì. Bột mì. Củ mì. Bột củ mì. Rồi. Củ mì mì ngoài nó kia là củ sắn ta. Củ sắn. Ừ. Bột sắn. Bột sắn. Cái bột chừng nữa nó nóng rồi nó mới ngon. Nè nóng rồi nè. Bột sắn. 100 gram rồi nè. Thôi móc lên không lên nữa nè. Nó bột sâu nó mới nghe đó. Vậy lắm đó. Nó quậy nước luôn á bà ba. Cho vừa chặt. Biết rồi, đây nè con đang chừa nè. Chừa bột sắn. Đừng la lớn, đừng la lớn. Con nhớ mà. Hết hồn, hết hồn.
bụng cái đổ hết luôn à. Bị liệu. Ờ liệu đổ hết luôn. Dọc cái bành. Để thấy đi chút trộn. Cứng quá chứ cứng. Thơm đường đường hút lót. Nè bột bột năng, bột năng. Nè. Tại vì cái phần bột mì á mình lấy ít quá. Cho nên là phải sử dụng thêm bột năng. Hai tay đi hả ba? Hai tay thêm cái nó đi. Lết vô. Lết trong cách quần. Ở đây là không có hai đó. Ừ. Cho vô từ từ cho Hiếm Ba trộn. Tôi ăn mì cái nha. Rồi. Em khoái gì không? Tôi khoái phải mì cộng mà. Ngoài ra tôi không khoái gì chứ. Ngộ vậy đó. Cái này cũng như cộng thôi chứ gì. Mời nữa mà không ngán. Mời. Vậy đó mà tôi chịu cộng mà. Cái cộng nó gáo gáo ăn ngon, cái kia nó cốt nó béo nghe. Thôi phải ăn nước cốt rồi. Làm cái này mai mốt mình làm bánh gói gì? Bánh gói bằng bột á không? Ừ, đúng rồi. Gói bằng bột với đậu xanh á. Ok. Làm món đó đi ngon quá rồi, đâu có thấy món đó. Ok. Đường. Mình nêm cho cái da nó vừa ăn luôn á. Bán kêu bà 5.000 cái. Lâu lâu là mua hết trơn. Cái này mần ăn nhiều thì ăn, còn nhiều thì mình bán. Muối dảo với cốt, dảo với cốt. Hết một cái hộp luôn hay sao? Ờ hay có sữa chung luôn đi. Cái đó mình không mua bột mì còn thiếu bột gạo nha. Nè bột mì khoảnh nè, để bột mì khoảnh đi. Hồi khoảnh đi thôi chấm không ơi. Được. Có hồi có rồi thôi. Chứ đừng để bột khoảnh, bột khoảnh là chấm nó không được luôn đó. Thơm giòn cái dứa thơm. Đẹp phải không? Đẹp không? Mà đẹp không? Mà đẹp không? Nè ta đầu đi nghe, đẹp mà của ta đó. Nhưng mà ai đi? Tao đòi là có người đi thôi ha. Đòi mà có người đi đấy không? Đụng nước cốt nguyên chắc luôn nè, hết luôn. Hết luôn nó mới xanh. Làm màu một hả? Màu một thôi. Làm chi ha màu. Cho nó ngon đấy đi. À, ngon được thì cho ngon đều hết. Ngon đều hết. Cho chai nước vậy. Có bọc nước dừa đó đó. Nữa cho nước dừa vô luôn. Nước dừa. Ừ, đổ nước dừa đi. Nước dừa vô đi. Dừa khô đó. Mà hử có hơi dầu không? Không. Dừa mới mà. Vô vừa trong gieo rồi thấy không, hơi dầu rồi nó hơi dầu là nó bị độc đó, nó mới hôi. Này cho thêm 2 lít nước nữa. Nước. Nó mới mềm. Thì cái này vừa rồi. Ôi trời bay mùi thơm quá. Thơm dưới không? Rồi ăn chục cái rồi đó nha. Chục cái. Bỏ muối vô chưa? Bỏ muối vô chưa? Rồi. Rồi hết cho nước thêm mới được. Nhiều đây đâu thấm thía đâu. Chai nước thôi nó. Nè, hết đó luôn. Hết nó còn không đủ nữa, không đủ nữa. Nó cho nó mềm mềm nó mới ngon. Mơm thêm chai nữa đem ra rồi thiếu thì ấy. Ừ, đem chai đi. Mà lá dứa đẹp ghê ha. Đẹp. Thơm ghê luôn nè. Mời ăn ngon nó sao mà ai bài quá ngon quá. Ai bài quá ngon. Thím Ba. Thím Ba mà bà Út đi lấy. Út bên Sinh. Đi sinh mà phải xin nước ha. Sư dặn xin trên nước nghe, xin cá lá không có xin nghe, không ai đầu bầm mà xây. Ở đây không có chỗ đầu bầm mà xây. Bởi vì nãy nó rời quên hỏi gì, xài lá dứa không? Ở dưới lá dứa là xây ở dưới luôn. Nó sạch làm không? Đây có nè. Có đâu trời đi xin. Đó, giờ mình thêm nước nữa. Nước là dừa đó. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng xong hết rồi. Bây giờ sẽ gói nha ông bà con chú ơi. Nè mẹ, hút lên đây cho con. Ừ. Bánh mỏng ừ. Chút nữa cho hết. Dạ. Thì sẽ ép cái chuối ra. Để mình xếp bằng lại. Thọt trên trên. Đừng thở nghe, đừng thở nghe. Đấy rồi. Dài vô rẻ đi. Đây. Đừng bẻ vô kết thì được rồi, được rồi. Đừng cục quá chú mắt à. Đúng rồi. Làm quá thì hình như là lá này hay nhỏ. Lá này nhỏ đó, sợ xếp. Nhỏ đâu trời, ta bành kỳ không. Dư đó, gấp dư nữa. Ôi đưa dùm cái tay bên kia dưới rau mơ bự kìa. Cái gì? Cái câu tay của bà mắt tiêu. Giờ chút đã. Cái này em ai đây 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 đây. Gói sao cho đều nha, để bán người ta phân bì đó, cái nhiều cái bự nhỏ nha. Có nha. Có làm bự nhất. Cái này của Út chậm bẹp đó nha. Bẹp mà không bẹp gì trơn. Không, nhỏ. Không, ta làm đẹp chết, nhỏ đâu rồi, cái ta bò bò. Cái lá nghe, cái lá này nè, hơi bự chút xíu nữa. Này nè, cái bánh cho nó bự cái trời ơi.
nó đã nó dư gì rồi còn bự chi nữa nè nè hai bên gì rồi còn bự chi nữa đó gì bự chi nữa hả cho nó rộng cho nó hao lá tiết kiệm tiết kiệm với chính sách tiết kiệm tại mấy bà xét cấp đầu có bự không bà là chính gì là in nè sao không chỉ cho mình chơi hả tao mới kêu đó như không quay vòng 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 ra xí bằng nào tao nhìn bỏ cái giò xuống hành xuống không nằm chậu lỏn vô góc luôn chứ bộ xí bằng người mà nó để cho xí bằng gì nè à chưa lấy lá chân đem gấu chưa để giò xí bằng bằng cho lọt luôn chứ lọt cái tẩm bằng đâu ta nó để vào trên dưới nè để quải cây cái nhà quay lại mới xếp bằng xuống có cả xuống rồi quay lại xếp bằng rồi té xuống rồi đỡ thừa ta lỡ té đi đi nãy giờ gói cũng được mớ rồi đó bây giờ bảy sẽ đem đi hấp nha để cái mẻ này chín mình thưởng thức trước ơi thế chị chọn ó là chọn lỏng xuống dưới đó chứ tới bảy là lộn của mèo có tới bảy lộn vô cái đám lửa đó rồi bỏ tạt đó nước sôi đó rồi nước sôi đó rồi giờ hấp cái mẹ đó chờ chín cái là mình thưởng thức luôn còn này thì mình để hấp từ từ mình nó ra ra nó đẹp thử bánh nhiều đẹp quá nó đỏ kìa mẹ đó, đỏ. Cái này bà biết không bị mình làm lá dứa nè không bao giờ trắng được nó trắng là sẽ nhìn rõ hơn lá dứa mình làm lá dứa ừ chín chưa vừa dốt bột chín rồi chín rồi trong gieo rồi ngon cái đó lá dứa thì màu nó dị đó thơm lá dứa nữa muỗng dít miếng thử rồi chín rồi trong rồi coi không phải dít coi cắt làm hai nha bà cắt làm hai lượng khúc khúc ăn này ha đậy ụm lại là ngày mai là chuối đỏ lắm chuối đó đỏ. Tại mới vớt ra thì lúc nào nó cũng vậy nè chín hai bảy ơi vớt đi bảy ơi nè thử đi thử đi đói rồi tôi biết nãy giờ đói cho miếng đi bởi vì đăng ký 10 cái là bãi rồi ngon ăn đi cô Diện mình bưng nguyên sẵn ở đây nè rồi mình vớt ra vớt cái sợi ở mất sợi đứng đây đồ béo tại đồ béo kia rồi cho ba miếng nước cốt nãy kéo nè đây, cái này mình hấp hai lần à, lần này cái sửng nữa là hết luôn rồi đó trời ơi tội tình không, không cái nồi nhắc nữa miếng nó cho bà luôn đó thấy ngon rồi đó tao làm thấy ngon mới làm chứ không ngon ai làm chi đi lên đồng cho đồ ăn đi vậy nha thơm mùi lá vừa là lá chuối rồi lá dứa nữa không có lá dứa gì nó thơm dứa thơm rồi bánh đã chín rồi vậy xin mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng ăn với gia đình luôn nha anh ăn ăn lộp qua wow. Đây cái mặt mới nói từ ăn tiên lộp mà anh ăn ăn lộp nó kìa cái nào cái nấy màu lá dứa đẹp đẹp không màu lá dứa đẹp mới ra nóng hổi luôn lá đẹp luôn rất là ngon luôn đây ôi trong gieo luôn ngon luôn trong cái bánh ngon bà thấy hết hồn bà ba để lá dứa xấu bà làm hết hồn bà cái đẹp đẹp đi bán đây nè lựa cái xấu con miếng nước cốt nè xấu xấu ăn cho từng cái nè không cảm đi không cảm không bữa nay là chị ó đăng ký tới 10 lần nhưng mới có 5 à chắc đến 10 cái chẳng đi chắc rồi mời cả nhà mới nghe cả nhà đó có bỏ nó đó cô chú nha đó bỏ nó đó mời cái nhà ăn bánh bánh gói nha bánh gói bánh khoai mì chuối bữa nào bằng cái gì thách đố ó chị ó đúng rồi mẹ phải treo giải thưởng cho chị ó nè thấy mà ăn tô bự ra đi lên mặt ngon quá quá ngon mềm dẻo chuối ngọt thơm lá dứa thơm lấy dứa béo béo ngọt ngọt mặn mặn thơm mùi khét khét dẻo dẻo đúng rồi thơm khét khét nè khét khét nè nguyên cục khét luôn nè đó bắt bài rồi đó nha kiếm thử rồi có ai mà thắng nước cốt được như tôi không nước cốt có màu luôn có màu tôi ăn có màu không có mùi không thơm gì nó thơm trời ơi mà mắc cỡ dữ vậy trời sao ai cũng có một cái tự nhiên như vậy dữ vậy trời ăn cái từ từ ăn nữa để nhiều ngán tôi ăn vậy giống cái gì đây đang thèm em tối nay mà rồi đó không có chở bà đi nữa đâu cái này ngon bà không mà ngon vậy
Anh mày mất ăn từ từ, mày hơi gì đó, ăn bằng cái mà ăn 10 cái mới đủ. Đừng đi hả? Ừ, người ta không biết. Ăn ngán gì lắm. Không, không ngán đâu. Ta ăn từ cái, người ta đâu đâu ngán đâu. Mình xin tì. Ăn nóng thì mình kèo ha. Wow, cái nữa. Chim ra nhỏ nhỏ hả? Ăn nó không ngán. Mình gói nó hơi khó chứ ăn cái bánh nó mềm lắm. Ồ, có dứa dứa thơm thơm, sao đâu, ăn đã ha. Ai vậy ta? Ngon, nước cốt ngon chứ bộ. Ai vậy ta? Ai vậy ta? Ngon kìa. Em thắng mà ăn. Thơm vậy không? Thơm, thơm ăn ngon. Tại vì tao khéo rồi cái nấu xấu hả tao bỏ. Có ai làm nói gì nó nói khéo. Bỏ gì nấu. Đây cái nhà lửa thắng nước cốt. Thịt chỉ nấu khéo thôi chứ tao đâu nói gì đâu. Thơm thơm mùi này là hồi đó giờ chưa có bài biết nào mà nấu được cái gì. Nâu 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 nâu. Thơm. Đừng ăn nha để dòm. Bánh này đẹp thiệt nha. Không, công nhận bánh ngon thiệt. Không, bữa nay ngon thiệt. Bánh ngon. Đẹp mà. Trong gieo luôn. Ai gói đẹp nữa. Ai gói đẹp. Mà ai niêm ăn cũng vừa ăn ngon nữa. Ừ. Có cái màu xanh này là Khang Yến nè. À, màu thôn, xanh là con đòi phải không? Đòi à. Điểu đi, mà. Đi điểu đàn. À, ừ, cái kéo ra câu là bỏ. Điểu đàn. Đi xin mà đòi người ta xây ra nước sẵn mới xin. Trời trời. Mình đòi vậy đó cho bố đi kiếm. Trời trời. Thì mấy người gồng gắn. Cảm giác đó, bánh ngọt phải ăn gì thêm cái này nghe cả nhà đồ cho nó cốt gì đó ăn nó đâu có ngọt không mặn mặn béo béo mà thơm thơm đủ mùi chưa phải không trần một cái người ta cắn hai cái là được rồi thấy gì hấp dẫn ăn chuối này ngọt chứ bộ tư ăn cơ đùi với áo này ăn thử rồi tư ăn đùi với áo này mới vô là thấy năm cái vừa dễ là thấy giỏi mình rồi đó tôi ăn lắm là hai cái là rồi đó giỏi rồi đó không có nói bữa nay bằng bánh là chị ó khoái rồi như hả vô bụng mà cái nữa đem á thôi ba cái mà đói quá mất ngon ừ ăn cái gì mà nói nuôi không nổi tôi tưởng đang nhiều dữ hả bởi vì đây ta được hàng hai rồi nè hai cái nè ai cũng hai chừng đó ăn đâu ta chừa người ta chừa chút nữa ta còn tô mắm nữa chẳng rồi ăn giờ còn mắm ăn còn xe cua tề thiên đừng có ăn kiểu ông bắt giới hỏi lại mùi không biết mùi gì ăn từ từ ta biết bé ra là mẹ trời ơi kiếm ăn nhá đó hả ta đang ăn nghe nói bắt giới nó dội gì đâu ăn quả ngon xong mà quả ăn xong nó đẹp hết sức để mùi sao chuối nhịn ngon thế ăn thử cái nữa mới biết hả ờ còn đâu nó ăn ta nhờ nhà ta khôn ta kiếm ăn cái nữa thôi đừng có nói nữa cái anh nước mắt rồi rồi ngon quá khóc luôn à ăn đi không có tới đó lỡ rồi tới rồi ta ăn rồi. Mà cái đó mặn bánh cho bảy. Tao biết con mặn rồi. Mặn. Ủa, bó đáy nhẹ quá cũng ăn theo nữa rồi kìa. Cái này đẹp quá. Thấy ăn ngon quá. Bác Chính dắt này giờ này có công chuyện rồi đó. Cho nên là bác Chính đi về trước rồi đó. Ông bà cô chú hiện tí xíu nữa thì sẽ đem bánh về cho bác Chính nha. Thì hôm nay là mần bánh vừa vui mà lại vừa ngon nữa. Cười ra nước mắt luôn. Giống như bảy quánh mới vừa quánh luôn á. Ngon mà nó dội à. Rồi mình xin tạm dừng video tại đây nghe cả nhà. Kính chúc quý ông bà cô chú anh chị và các bạn xem video thật là vui vẻ luôn. Giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye cả nhà.